huấn luyện viên Thái Việt Di bắt tay với producer Thu Piu, nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi người đảm nhận vai trò producer của đội huấn luyện viên Thái Việt Di tại Rap Việt mùa 3 là producer Thu Piu. Producer Thu Piu là nhân tố đứng sau nhiều bản hit của rapper Tờ Linh trong thời gian gần đây. Ngoài ra, producer này cũng là người đảm nhận phần beat cho chiếc nón vàng Lil Grace của đội huấn luyện viên Thái Việt Di. Ít ai biết, producer Thu Piu từng du học ngành công nghệ máy tính tại Temple University ở Philadelphia, Mỹ. Dịch COVID-19 diễn ra khiến producer sinh năm 1998 buộc phải về nước. Đó cũng là thời điểm Rap Việt mùa 1 diễn ra. Tôi nhận thấy đây chính là cơ hội để mình quay lại và đặt chân vào nền âm nhạc Việt Nam. Tôi quyết định bỏ ngang việc học và trở về, producer Thu Piu nói trong một bài phỏng vấn. Nam producer cũng chia sẻ việc bản thân ngừng học hóa ra lại có mối liên hệ mật thiết với Pretty Six, chiếc nón vàng của đội Rhymer Stick tại Rap Việt mùa 2. Cả hai học cùng trường, và Pretty Six là người cho Thu Piu nghe nhạc của những người trẻ tại Việt Nam như Lozi, VKXRI, Tờ Linh, MKK. Với một khoảng thời gian dài sống tại Mỹ, producer Thu Piu chắc chắn đã có những va chạm nhất định với văn hóa và cách làm nhạc tại đây. Producer Thu Piu cũng khẳng định bản thân không làm nhạc theo một thể loại nhất định. Thậm chí trong một bài có thể có rất nhiều thể loại. Producer Thu Piu nói, người nghe đôi khi không biết là họ đang nghe hip hop, ballad hay R&B, bởi có rất nhiều thứ trong đó. Thật ra, tôi không quan tâm quá nhiều đến thể loại. Thể loại với tôi chỉ là chất liệu, tôi quan tâm hơn là về cảm xúc, bởi cảm xúc mới là thứ chạm đến trái tim người nghe. Cú bắt tay đầy bất ngờ của huấn luyện viên Thái Việt Di và producer Thu Piu tại Rap Việt mùa 3 đang khiến nhiều khán giả tò mò về màu sắc âm nhạc sẽ được bộ đôi này mang đến ở vòng đối đầu. Như huấn luyện viên Andre Rai Han nhận xét, đây là vòng đấu thể hiện rõ nhất cá tính của huấn luyện viên. Sau vòng chinh phục, huấn luyện viên Thái Việt Di đã hoàn tất đội hình khủng để tiến đến vòng đối đầu. Quá nửa trong số đó đều là những thí sinh bốn chọn, điều này trái ngược hoàn toàn với những lo ngại ban đầu về khó khăn trong ngôn ngữ và giao tiếp. Đội hình của huấn luyện viên Thái Việt Di đang sở hữu một loạt những thí sinh mạnh, được dự đoán sẽ tiến sâu như Lil Grace, Hydra, Mike Logic hay Tỏi. Với một đội hình mạnh, đồng đều với những cái tên trong tầm ngắm của cả ba huấn luyện viên còn lại, huấn luyện viên Thái Việt Di có đủ nguyên liệu để tạo ra những tiết mục chất lượng cao ở vòng tiếp theo. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của huấn luyện viên Thái Việt Di và sức trẻ của Thu Piu hứa hẹn sẽ mang đến một vòng đấu bùng nổ của đội hình rất mạnh này trong tập 9 vòng đối đầu Rap Việt.